Kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố thời gian qua đã đạt được kết quả tích cực. Nhiều vùng quê ngoại thành đã thay đổi với diện mạo mới, chất lượng cuộc sống của người dân cũng không ngừng được nâng cao. Mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây. Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, người dân xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây đã thi đua góp công góp sức để chỉnh trang các tuyến đường. Các vườn hoa, không gian công cộng cũng được cải tạo. Cảnh quan môi trường nông thôn trở nên xanh, sạch đẹp. Xã Cổ Đông đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nâng cao và đang trở thành nơi đáng sống. Đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Vùng quê này cũng đang trở thành điểm đến dã ngoại, thú vị của du khách trong và ngoài nước.